Mình đang gặp một cái chuyện rất là khó giải thích. Mình xài cái phần mềm này từ những ngày đầu tiên tới bây giờ thì tới cái đoạn này, tới cái khúc này thì nó bị, những khúc khác không bị. Nếu các bạn là người làm media thì cái việc này là cái việc không thể giải thích được. Mình không có dựng lên cái việc này đâu nha. Thật sự bây giờ mình đang rất là ớn lạnh. Okay. Đây là cái phần mềm mình làm. Đây là cái đoạn mà mình muốn cho các bạn xem. Thì ở đâu cũng sẽ có chuyện tâm linh hết. Tin thì tin, không tin thì thôi. Đây đoạn này. Thì ở đâu hết thì thì tới khúc này là mình mưu lại, mình không cho có âm thanh nhé. Đây là smooth hair nè. Đó, rồi ok. Tiếp tục video nha. Thường á, tới đây nè thì nó sẽ thuộc về nó, tại đây nó không có cái gì hết. Ở đây nó sẽ không có một cái gì hết, như các bạn có thể xem. Mình không biết nó chạy cái gì luôn. Mình không biết ở đây nó chạy cái gì. Tất cả mình chỉ có sử dụng một đúng cái phần mềm mình thôi. Nó bị cái đoạn này nè. Đó, mình copy cái đoạn này nè. Mình copy cái đoạn này nè. Ra sau. Đó. Ra sau. Để mình làm intro cho các bạn. Intro đó là cái này. Là cái đoạn đầu tiên này. Là cái đoạn đầu tiên các bạn được xem nè. Tin thì tin, không tin thì thôi, tùy các bạn. Thì ở đâu đó, anh em nhớ cái cách phong cách của mình đúng không? Như thì thường á là mình sẽ đưa những cái đoạn hay nhất lên trên đầu để mình đưa về đầu để các bạn xem cho nó dễ, nhưng mà tới cái khúc này nó lại nó trục trặc. Nó chỉ trục trặc đúng một cái đoạn đó thôi, cái đoạn khác không bị nha. Một chỗ đó duy nhất thì sau khi mình làm mọi cách để mình đưa được lên trên đầu, nó không bị cái lỗi âm thanh, nó rất là nhiều âm thanh mà mình không hiểu được là âm thanh đó từ đâu ra. Sau đó thì nó đã thành công và bây giờ thì nó vẫn bị khúc cuối. Và nó cứ chạy như thế. Nó nghe một cái âm thanh gì đó mà mình không biết. Tất cả đây là không có một cái gì hết để nó chạy, nhưng mà nó vẫn tiếp tục chạy. Tiếp tục chạy cái này. Và nó chạy rất lâu. Nó chạy mà không có một cái gì để chạy hết, mà nó vẫn chạy, nó vẫn chạy và nó vẫn tiếp tục có âm thanh. Mình không có dựng cái này lên đâu, nhưng mà đây là một cái vấn đề mà mình không thể giải thích được. Mình ngồi đây nãy giờ mà mình làm vẫn không được. Mình ngồi đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình sẽ xóa hết một đoạn dài luôn. Nó lại vẫn tiếp tục chạy. Mình sẽ xóa tiếp một cái đoạn nữa. Nó vẫn tiếp tục chạy. Bây giờ mình sẽ xóa hết cái video này luôn. Mình xóa hết rồi. Nó chỉ còn không không. Chưa được 5 giây nữa. Cái đoạn này nó chỉ có 4 giây thôi. Cái đoạn này chỉ có 4 giây, 12 khách thôi. Bây giờ mình sẽ xóa luôn nè. Mình sẽ xóa luôn. Mình không có để một cái gì vô đây hết á. Má nó cái gì vậy trời. Hello anh em, thì hôm nay là ngày 14 tháng 7. Đó là cái chuyện cầu cổ chiên á, nó đã qua rất là lâu rồi. Sau cái phần 1, phần 2, phần 3 thì mình gặp rất là nhiều chuyện và nó là lý do để mình không thể đăng phần 4. Thì các bạn mới vừa được xem cái đoạn mà nó vô lý, nó là cái đoạn nằm trong phần 4, đó là mình giải thích những cái việc khó hiểu. Và trước khi giải thích xong hơn thì mình sẽ nói cho các bạn tại sao bây giờ, lúc trước mình không đăng mà bây giờ mình mới đăng. Có phải là để câu like câu view hay không thì không. Thì lý do mà mình không đăng á là vì lúc đó mình rất là sợ. Cái video các bạn vừa xem á, ngay khi kết thúc đoạn đó là mình điện anh Phương, mình sợ lắm. Cái thời điểm đó là cái laptop của mình hư, thì mình lấy lại mấy ngày rồi. Cho nên đó là mình ngồi đó mình làm video cho các bạn cả ba phần cầu cổ chiên, phần 1, phần 2 không có vấn đề gì hết. Đến phần 3 thì mình gặp một cái chuyện như vậy. Đó là khi mà mình làm video phần 3 á, thì các bạn biết rồi, mình làm video á, thì mình tôn trọng cái thực tế. Có nghĩa là hành trình của mình nó có những gì là mình lưu lại hết, rồi sau đó mình mang về nhà. Cái gì quan trọng mình sẽ để cho các bạn xem, cái gì nó thừa thải quá, nó nhàm chán quá, nó không có cái gì để xem hết thì mình sẽ cắt đi. Phong cách của mình từ hồi nào giờ nó lưu lại như vậy. Mình làm video không quan tâm tiểu tiết, có nghĩa là cái đoạn đầu tiên của video phần 3 các bạn được xem á, nó một cái đoạn rất là ngắn trong một cái chuỗi file video mà mình quay về cái vụ cầu cổ chiên, là tổng cộng nó rơi vào tầm là 6-7 tiếng, 15-20 giây. Trong 6-7 tiếng mình không hiểu sao khi mình ngồi mình làm phần 3
3. Cái đoạn đó là cái đoạn cuối cùng của một sụt. Thì về cơ bản là mình lấy được những cái đoạn quan trọng của cái sụt đó rồi. Ví dụ như 100 video, ví dụ video thứ 51 thì mình đã lấy được cái đoạn quan trọng của file thứ 51 rồi, thì đương nhiên là những đoạn sau không cần xem. Không có lý do gì mình phải để lại cái đoạn, mình phải xem hết cái đoạn cuối cùng của cái file thứ 51. Ý của mình là như vậy, nghĩa là cái đoạn đó là đoạn cuối cùng của một file, mình không có xem tại vì mình đã lấy đủ file rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó mình xem hết, không những mình xem hết mà mình còn xem lại, xem hết mình xem lại, mình xem hết xem lại. Có nghĩa là không hiểu sao mình lại lặp đi lặp lại cái hành động đó. Mình không hiểu rồi. Mình cứ ngồi mình xem. Thấy sự vô lý. Còn từ cổ chiên đi về hướng Sài Gòn á thì nó sẽ có những cái bực cục giống như là cắp ngầm hay là cái gì đó thì mình không biết, nhưng mà lại nó có cái cục đi một cái đều vậy nè. Tự nhiên cái đó cái có một đoạn nó không có. Có một đoạn nó không có, cái tự nhiên nó có lại. Tự nhiên nó có lại thì kiểu như phản xạ của mình đó là mình nhìn qua, nhìn qua thấy cái cột xong rồi nhìn lại. Đó cái đoạn đó nó được diễn ra như vậy. Thì khi mà mình đã thấy hai cái cột rồi, mình lại tiếp tục đi, mình cũng không suy nghĩ gì nhiều. Tại vì xem video lại thì mình mới nhớ là tại sao có cái cảnh đó. Các bạn nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy nó là hai cái cột. Nhưng mình tại vì đó đây là cái điều khó mình đang cần giải thích, mà mình không biết cách để giải thích cho các bạn hiểu là tại sao mình lại xem đi xem lại cái đoạn đó, mà mình cần phải slow motion lại để mình xem rõ cái gì mình không biết, và mình lại xoáy vô. Cái mục đích của mình mong muốn cái cầu cổ chiên nó không có sự huyền bí. Phần 1, phần 2 anh em có thể xem là không có cái gì huyền bí ở đây hết. Tới phần 3 tại sao nó huyền bí, đó là lý do. Mình phần 3 mình mong muốn đó là cho các bạn biết được rằng là mình ngồi mình dán giữa đường á thì xe nó chạy qua chạy lại, đó là cái sự nguy hiểm đó. Mình muốn cho các bạn biết trải nghiệm cái sự là ngồi đó nó rất là kinh khủng ở đây, đó là nó xe nó qua lại đó. Mình còn cái lúc mình chơi cầu cổ chiên mình còn gọi anh Phương nữa, trời ơi có cái éo gì đâu mà tâm linh này nọ. Tại vì lúc đó mình đã giải thích được, mình đã giải thích tại sao thằng Nhân lại té, tại sao anh Phương lại vậy. Mình đã giải thích được theo một cách khoa học. Mình không có thích làm cái vấn đề tâm linh, nó là vấn đề nhạy cảm đối với mình. Tại vì mình ở đây một mình, gần đây thì mấy các bạn trợ lý, mình rất là ngại làm một cái vấn đề liên quan tới tâm linh. Thật ra nó thẳng là mình sợ cái đoạn cuối cùng nó chỉ có một chút xíu thôi, tại sao ngay tại thời điểm đó mình lại bản thân mình lại muốn làm tâm linh, mặc dù mình không bao giờ mình muốn làm tâm linh. Thì bây giờ nó làm xong rồi thì mình muốn nói gì nó đúng không, các bạn suy nghĩ vậy đúng không? Nhưng không, mình khẳng định với các bạn là lời nói mình thật, không có sự dối trá trong này, để các bạn hiểu hơn tại sao mình không đăng phần 4 mà bây giờ mới đăng. Thì đây là câu trả lời. Cái ngày mà mình đi từ cầu Cổ Chiên đi về thì mình ngồi mình làm phần 1, phần 2. Phần 1 mình đăng khi mình còn đang ở Sài Gòn. Khi phần 2 đăng là lúc đó mình đang ở trên núi Bà Đen. YouTube nó có một cái chức năng đó là lên lịch đăng, thì mình đi chơi mà mình quay xong rồi không phải là mình về mình làm video liền, không có. Thường nó sẽ kéo dài 3-4 ngày, 4-5 ngày thì tùy vô cái thời gian rảnh của mình. Sau khi mình leo núi Bà Đen về, tối ngày hôm đó là phần 2 được đăng. Cái lúc mà mình đang ở trên núi mình không chưa biết chuyện gì ra hết và mình chưa gặp gì hết. Cái lúc mình về á thì anh em biết rồi, đi núi Bà Đen thì cái tấp đầu tiên chở mọi người đi vô trong đó rồi bắt đầu hành trình đi bộ leo núi là đi xe máy. Thì sau đó là mọi người đi về thì đi ra lại nhà cô Năm, là những người mà có để xe lại là xách chiếc xe chở những cái bạn mà để xe trong cái chỗ ghế á để leo núi á, là chở mấy bạn đó vào để lấy xe ra. Thì xe mình siêu sáng mà mình muốn là mình bận 1, bận 2 là mình kè theo các bạn đó đi ra luôn, còn bận 3 là mình chở tống 3 đó thì mình đi ra một mình. Thì cái lúc mà mình đi một mình đó mình gặp khách, thì anh em hiểu, hy vọng anh em hiểu được khách. Hai lần người ta hay nói là nghĩ cái gì thì nó sẽ ra cái đó, không, mình thề với các bạn là lúc đó trong đầu mình không nghĩ gì hết. Mình đi đêm mình ít khi suy nghĩ lắm, tại vì mình thường xuyên đi là mình đeo tai phone, mình nghe nhạc thì mình cứ ngân nga theo giai điệu trong đầu rồi mình cứ thế mình tập trung mình đi thôi. Nhưng mà mình gặp hai lần. Tối hôm phần 2 được đăng thì qua ngày hôm sau mình bắt tay vô làm phần 3. Cái các bạn xem á nó bị lỗi đó, thì mình xuất ra cái file lỗi luôn. Video chỉ có 16 phút hoặc 15 16 phút gì đó, nhưng mà cuối cùng video nó dài tới 20 mấy phút. Mình nhờ YouTube can thiệp bằng cách là mình lên YouTube, mình xóa cái đoạn cuối cùng, là cái đoạn không có cái gì ngoài cái âm thanh lạ, mình xóa cái đoạn đó đi thì các bạn sẽ không nghe được cái đoạn đó. Như mình đã nói trong video là mình làm mọi cách để nó không nghe âm thanh đoạn đó. May mắn là YouTube nó xóa được cái đoạn đó, thì các bạn xem một video rất là hoàn chỉnh, không có gì xảy ra hết. Sau khi mình làm cái hành động mà xóa cái đoạn cuối, xóa cái đoạn nghe cái tiếng gì không đó, thì nó xảy ra rất nhiều chuyện. Các bạn muốn nghe đúng không? Mình sẽ kể cái chuyện khó hiểu đầu tiên, đó là cái tấm hình mình chụp. Anh em nhìn thấy cái điều gì lạ hay không? Mình không có dựng lên. Thề, mình mà dựng lên bất cứ một cái gì trong nãy giờ những gì mình nói thì trời chu rất nhiệt. Không có dựng ra, không dựng một cái gì hết. Đó là tấm hình mà mình đăng lên, đó là sự vô tình. Nhưng mà nó, anh em thấy cái điểm đúng không?
Thì sau khi mình biết được mọi chuyện, mình gọi anh Phương thì rất là nhiều chuyện nó diễn ra, mà bây giờ mình sợ mình nói ra, nó lại cái nỗi sợ nó ập đến, nó mình lại không ngủ được. Nhưng mà mình sẽ nói để các bạn hiểu rõ là tối hôm đó mình ngủ, mình cảm nhận rõ rệt cái cảm giác là đây là mình nha các bạn. Thì đây là lỗ tai trái, đây là lỗ tai phải, đây là hai cái xe, cái bô xe đây nó quay vô, bô xe đây quay vô đó. À, anh em mượn tượng được cái cảnh này đúng không? Đó, hai cái bô xe nó quay vô như vậy, cái cảm giác rõ, rất là rõ rệt, và thi nhau nạt bô kế bên lỗ tai mình. Thì kiểu các bạn đang mơ màng ngủ á, nó vừa nghe tiếng bô các bạn giật mình dậy. Thì lúc đó mình mở mắt dậy mình không nhúc nhích được luôn, mình kiểu giống như bị bóng đè. Các bạn bị rồi các bạn sẽ biết, cơ thể không cử động được, và mình không biết tại sao mình lại trải mình vừa qua cái dạng đó. Mình qua hôm sau mình có điện cho mẹ, mình hỏi mẹ ơi con gặp vậy thì con phải làm sao cái kiểu. Thì mình điện về cho mẹ, mẹ nói mua những trái cây không có gai, rồi nhang đèn, rồi giấy tiền vàng bạc cho người khúc mặt khúc mày, thì mình cúng. Trời ơi, cúng là để 12 giờ mấy rồi. Là lúc 12 giờ mấy mình đi cúng đúng không? Thì mình để đồ, mình để tất cả đồ cúng ở trên bàn. Mình ngồi ở đây, thì cúng mới để ở đây. Cái quạt là để ở đây đúng không? Thì cái quạt mình để đây nè, chứ không phải là để vị trí đó đâu. Thì sau vụ đó là mình về vị trí đó, thì mình để đây nè. Mình với trợ lý của mình đứng dậy đi cúng. Ngày hôm sau đứng dậy đi cúng thì bước ra. Nó vậy nè, bước này đúng không? Mình bước ra cái quạt nó tắt. Các bạn nghĩ là trùng hợp của vấn đề là mình cứng dây đúng không? Không, dây điện nằm ở đây, dây điện là anh em theo điện không? Đó, dây điện ở đây, tụi mình đi đường này không đụng chạm gì vô cái quạt tự tắt. Ok, trục trặc kỹ thuật điện chấp nhận được, nhưng mình cầm đồ cúng mình đi ra thôi, giờ mình không ra ngoài đâu, mình đứng trong nhà. Anh em thấy cái cửa không? Mình thách cái cửa này nó sập xuống. Bữa hôm đó mình là người trực tiếp đẩy cái cửa nó đang nằm vững đúng không? Đó là bạn trợ lý, những bạn trợ lý là bạn, mấy bạn đó là sẽ chỉ có tới đó là bạn đẩy lên không nổi. Nhưng mà mình á, mình thường xuyên mình đẩy một phát một lên tới đỉnh luôn. Chưa từng có một cái trường hợp mà mình đẩy lên tới đỉnh mà nó rớt xuống. Là mình vừa bước ra khỏi cửa, cái cửa đóng xong cái đùng. Mình vừa bước ra khỏi cái cửa nó làm xuống cái đùng. Đó là một trong những cái nó hiện hữu rõ rệt và nó còn nằm ở trong đây, mình mới kể cho các bạn nghe được. Thì sau khi mà mình cúng xong, mình cúng, mình vái, mình lại, mình rất là thành tâm. Mẹ mình có dặn là khi mà con đốt xong á, con đứng dậy con đi vô nhà là con đừng có quay đầu lại nhìn. Thì mình vừa bước vô trong cái cửa ngoài, cổng ngoài, mình đóng cái cửa lại, thì cái cảm giác mình được giải thoát anh em, cái cảm giác mình giải thoát khủng khiếp lắm. Không phải là mình sợ rồi mình cúng xong mình cảm thấy sợ, không. Cái cảm giác bữa đó là giống như cái kiến của mình vậy nè. Nó bị vậy nè. Nó bị mờ vậy nè. Thì sau khi mình cúng xong á, là tự nhiên giống như là cái việc là ai đó lao cái kiến. Là mình sáng lên, tự nhiên mắt mình nó sáng lên một chút. Mình bước vô nhà, mọi thứ nó thay đổi. Mọi thứ nó nhẹ nhàng hẳn luôn. Nó giống như là được giải thoát, nó vừa có gì đó vụt bay. Thì giống như là các bạn đeo trên người 10 ký tạ, tự nhiên cái việc tháo ra đó, cái cảm giác mình là vậy đó, mọi thứ nhẹ nhàng. Và từ cái hôm đó tới ngày hôm nay, mình chưa gặp một điều gì vô lý, dù là nhỏ nhất. Qua ngày hôm sau, mình bắt tay vô làm phần 2 của việc leo núi. Thì nó gặp đúng cái chuyện này, nó lỗi cái đoạn này giống như cái việc cầu cổ chiên, nó lỗi rất là hay. Nè anh em thấy không, video này là 21 phút. Các bạn có thể tự chủ động xem lại cái đoạn này, 21:54, 21:54 nha. Đây là cái đoạn cuối cùng, các bạn hãy lắng nghe kỹ nha. Cực khổ lên tới đây không ngờ luôn á, cảnh tượng này không thể ngờ được luôn anh em. Là đúng không? Một lần đó nha. Mình nghe cái câu đó tự nhiên mình lại sợ tiếp. Làm đúng có một lần thôi nha, là nó bị cái tình trạng là video đã hết rồi đó mà nó không chịu giật về, và nó vẫn tiếp tục chạy cái đoạn đó, đó anh em. Làm đúng một lần thôi nha. Cái câu mà làm đúng một lần thôi nha, là trong cái hành trình mình di chuyển là có, là cái đoạn mà mình nhảy từ cái bờ này qua cái bờ bên kia. Các bạn xem hết phần đó các bạn sẽ biết. Tại vì mình nói là tụi mày coi nè, tao làm tao chỉ thử làm cho mày coi đúng một lần thôi nha. Rồi các bạn đó cũng kiểu hưởng ứng theo là coi nè, là làm đúng một lần thôi nha đó. Tại sao có quá nhiều sự trùng hợp? Đó là nội dung phần 4. Và lý do tại sao mình không đăng phần 4 vào thời điểm đó, vì mình sợ.
vì mình rất sợ, mình không dám đăng. Tin hay không là quyền của các bạn. Đừng phỉ báng giống mình, kiểu miệt thị, rồi đừng nói những cái câu khó nghe với người ta. Đó, bye bye, hẹn gặp các bạn ở một video sau.